Đây là Genesis G90 Limousine và những điểm hơi bị hay. Riêng cái cửa này cũng đã có mấy ý hít là bình thường. Nhưng nếu mở cửa điện và để đóng cửa không muốn với tay ra thì bấm vào đây. Và muốn mở lại cửa, đừng bấm vào đây mà có thể bấm vào đây. Thế nếu như hết điện, muốn mở cửa thì sao? Lại mở cửa ở đâu nhỉ? Nó ở dưới này này. Các bạn biết bóc miếng dán này nó là gì không? Là kim cương. Đùa đấy. Kể cả điều hòa cũng phải có màn hình. Màn hình giải trí to và siêu mượt. Loa ba ngon lớp dần có gì hay? Nó phải nổi lên. Hàng ghế phía sau thì siêu rộng. Tuy nhiên thì đây là phiên bản 5 chỗ ngồi, thế nên không có bệ tì tay cứng. Thế còn chủ nhân của G90 Limousine sẽ nhận bộ chìa như thế nào? Gồm một đen, một trắng và có thể di chuyển xe ngay ở trên chìa khóa như BMW 7 Series.